Hôm nay về với cuộc thi em chưa biết được điều gì xảy ra. Đến đây được gặp Trấn Thành, đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, dễ thương. Thơ em nghe cũng có hồn. Đọc xong cảm thấy vải ồ cả ra. Anh ngồi cạnh anh Trấn Thành, anh có nghe rõ không? Nghe, nghe. Anh không phải trả lời. Đón xem tập 3 Thách thức danh hài, phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7.